Bộ Công an thông tin về vụ nguyên Giám đốc Công an Đỗ Hữu Ca chạy án. Theo người phát ngôn Bộ Công an, trong quá trình điều tra, ông Đỗ Hữu Ca đã giao nộp lại số tiền 35 tỷ đồng đã nhận của Trương Văn Đức cho cơ quan công an. Chiều ngày 3 tháng 3 tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2, cung cấp thông tin về tình hình kinh tế, xã hội tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2023. Buổi họp báo diễn ra ngay sau phiên họp Chính phủ thường kỳ sáng cùng ngày. Bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, người phát ngôn của Chính phủ, chủ trì buổi họp báo. Tại buổi họp báo, phóng viên đặt câu hỏi liên quan đến vụ án nguyên Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt 35 tỷ đồng nhận chạy án cho một chủ doanh nghiệp. Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, qua chứng cứ, tài liệu thu thập được, cơ quan an ninh điều tra của Công an tỉnh Quảng Ninh xác định hành vi của ông Đỗ Hữu Ca đã đủ yếu tố cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ Luật Hình sự. Vì vậy, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã quyết định khởi tố bị can với tội danh trên. Viện Kiểm sát cung cấp đã phê chuẩn quyết định này. Trong quá trình bị xét hỏi, ông Ca tỏ ra hợp tác với cơ quan điều tra. Ông Ca khai đã nhận tiền của doanh nhân nhưng không hoặc chưa tác động đến cá nhân. Cơ quan chức năng nào để chạy án? Ông Ca đã nộp lại toàn bộ số tiền mà doanh nhân đã đưa cho ông Ca cho cơ quan điều tra. Số tiền là 35 tỷ đồng, người phát ngôn Bộ Công an thông tin thêm. Hiện nay, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi tội phạm của các bị can, những người liên quan để xét xử theo đúng quy định của pháp luật.